Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn ra xem một cái tổ ong đang bám vào một trái mít rất là đặc biệt các bạn. Trái bưởi, chứ không phải trái mít, trái bưởi. Thì đang ra vườn bưởi mà. Wow, các bạn thấy chưa? Một tổ ong các bạn. Tôi sẽ không làm mạnh quá, đây là mạnh quá nó sẽ nó bay. À, các bạn thấy ha. Quá đặc biệt các bạn. Đây. Buổi tối này nên không có con này đi ra chơi các bạn. Tôi quay vòng vòng cho các bạn thấy ha. Con ong chúa chỗ nào. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Tôi kết thúc cái clip tại đây.